đây là cả nhà ơi. À, đây là con cá vòng tông, họ làm cũng đại khái như cắt đầu cắt đồ thì cũng thấy sạch sẽ, thì họ đông lại như thế này nè. Hả? Thì mình chỉ đem ra mình xả nước đá ra rồi mình chế biến, mình làm theo cái khẩu vị của mình thôi. Còn bây giờ thì để bắt đầu mình làm nhé. Ok cả nhà, rồi bây giờ mình phải tháo ra, mình xả nước đi nhá. Mình xả nước cho nó ra nước thì đại khái như cá lồng tông là như cỡ này nè. Cái này thật ra là cá lồng tông của Mỹ hay gì đó, chứ nó không có Việt Nam mình thì cá nhỏ nhỏ thôi. Con này nó bự như thế cả nhà ơi. Có mà mình đã từng kho một lần và vợ mình kho cũng vài lần rồi thì anh cũng đã thấy ngon. Thì do nên mình đại khái như chế biến ra làm sao đâu thôi. Mình rửa tí muối vô cho nó tanh lên nhé. Đại khái như rửa sơ sơ đó. Cái này thì thật ra họ đã rửa, họ cắt đầu, họ móc ruột rồi hết trơn rồi. Ở đâu ra đó hết rồi. Thì mình chỉ xả nước đá nó ra thôi, rồi mình để ráo nó đi. Rồi sau đó thì mình mới tiến hành mình ướp, mình kho. Thì cái con cá này nó kho thì cũng không có khó gì, nó cũng dễ lắm, ai cũng có thể làm được. Chỉ có cái là nó cái khẩu vị của mình như thế nào thôi, chứ còn kho thì rất là dễ, ai cũng có thể làm được hết ha. Thì bây giờ mình để cho nó ráo nước để mà nó khô con cá lại một tí. Lúc đó mình ướp thì mình nó sẽ dễ dàng cho mình hơn nha. Đó, nó như thế này nè. Nè các bạn thấy không? Ok, bây giờ mình để cho nó ráo nha. Rồi một hồi đó thì mình mới ướp. Ok, còn sau đây là cái phần mình chế biến nha. Thì đại khái như hành lá nè, mình sẽ xắt khúc. Rồi tỏi nè, mình cũng phải băm nhuyễn ra. Rồi một tí ớt. Rồi tiêu, nước mắm, đường và muối. Mình không dùng bột ngọt nha. Ở bên đây thì mình thật ra mình không có ăn bột ngọt, cho nên bây giờ mình phải hòa quyện mấy cái này lại vô với con cá và mình ướp nó đi. Xong rồi mình sẽ nấu nó nha. Thì bây giờ mình chuẩn bị ướp nha cả nhà. Mình sắc cái hành nó nhỏ rồi, là mình tỏi mình cũng bắt băm rồi, và đường, nước mắm, muối, tiêu. Và đây là một mớ con cá đây. Thì bây giờ mình sẽ cho một tí dầu vô để cho con cá nó đừng có bị dính ha. Sau đó thì mình mới bỏ hành vô. Thì bây giờ đó, mình thì thông thường mình ướp cá trước rồi mình mới kho, hoặc là mình kho quẹt hay kho tiêu gì đó. Thì mình ướp trước xong rồi mình mới làm. Có người thì họ làm giống như họ bắt nồi lên cho nóng rồi cá bỏ vô rồi họ mới đem lên rồi họ ướp trên cái nồi luôn, trong cái nồi. Nhưng mà mình thì mình muốn ướp trước để cho cái ba gia vị nó thấm vô con cá để mà ăn nó thơm hơn, nó ngon hơn. Còn mình làm khi nào mà giống như cá bự đó thì không cần thiết. Còn bây giờ thì con cá kho tộ này thì cá lồng tông kho tộ này thì thông thường là mình làm như thế, cho nên mình phải ướp nó. Đó là mình ướp trước thì nó dễ ăn hơn và nó thơm tho. Đây là miếng đường nha, mình đừng có bỏ đường nhiều quá nha các bạn, bởi vì đường mình có thể mình nêm nếm lại sau khi nó gần chín đó, mình nêm nó lại. Muối mình cho nó một tí vào, đặc biệt nha, mình không có dùng bột ngọt. Bên đây thì mình không cần phải có bột ngọt để mình dùng. Mình chừa lại cái mớ này
để mà lúc mà nó gần chín rồi mình thả vô thì nó làm có thêm cái màu sắc thì nó nhìn thấy hấp dẫn hơn. Còn cái hành này thì mình phi nó lên trước khi mình bỏ vô cái nồi mình kho thì nó thơm hơn. Và mình bỏ vài cái ớt khô hay là ớt tươi gì đó hết để cho nó hòa quyện nhau, nó thấm với nhau thì nó ngon hơn. Thì không quên mình nên bỏ một tí cái nước màu vô. Thay vì thông thường mình thì làm nước đường, thắng nước đường lên mình làm, nhưng mà mình không có thì giờ thì thôi bây giờ mình bỏ một tí nước màu vô để cho nó có cái màu sắc cho nó đẹp và mình dễ ăn hơn, đại khái vậy. Nó nhìn thấy nó đẹp hơn ha. Thì bây giờ bắt đầu mình trộn nó đi cho nó đều đi, cho nó thấm, rồi sau đó thì mình mới cho nước mắm nó vô thì nó hòa quyện với nhau trước 5-10 phút gì đó để cho nó ngâm, nó thấm đi, rồi bắt đầu mình mới kho. Mình kho lên thì nó ngon hơn. Cái món này nó lạ lắm cả nhà ơi, nó không có cầu kỳ, nó không có khó khăn gì cả, ai cũng có thể làm được hết á. Sống ở bên Mỹ này, thật ra đàn ông thanh niên thì ngày nghỉ hay là rảnh rỗi thì nhào vô bếp thì lo phụ vợ mình nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, thì cái đó nó đem thêm cái hạnh phúc trong gia đình, cho giúp cho vợ mình một tay, thì cái điều đó là rất là hạnh phúc, đúng không nè? Thì bây giờ mình đã cho nó hòa quyện với nhau thì mình để đây khoảng chừng 5-10 phút gì đó. Thì cái kho thì nó rất là lẹ, cho nên cái lúc mình bắt lửa nóng lên mình bỏ vào đó mình kho thì để cho nước riu, cái lửa nó riu, xong rồi nó thấm vào khoảng 15-20 phút gì đó, tùy theo mình thích, cho nó rụt cái xương. Diện cá này nó có cái xương thì cho nó rụt cái xương thì có thể mình ăn luôn xương cũng được nha. Rất là dễ ăn chứ không khó. Cả nhà đợi nha. Ok cả nhà ơi, bây giờ trong lúc mình chờ đợi nấu cái con cá lồng tâm kho tổ đó, thì bây giờ mình đang rửa hủ quả để mình ăn cùng với cá lồng tâm kho tổ. Thì mấy cái này thì vợ mình rất là thích, cho nên bây giờ mình chỉ rửa sạch nó lên rồi mình đem đi luộc, luộc sơ sơ đó, không có cần chín lắm. Thì mình ăn cùng với cá lồng tâm kho tộ nha, rất là ngon. Thì bây giờ mình bớt ăn thịt thà lại, thì mình ăn rau cải rồi thì có thể nó cũng tốt cho phần nào của sức khỏe. Mình có cà rốt nè ha, có cần tây nè ha. Cái này là cái năm ngũ quả này là mình ăn với cái đó là ngon lành ha. Thì bây giờ để mình rửa cho nó ráo. Kho tổ của mình đó cả nhà ơi. Cả nhà dưới đây tươi đẹp, xin chào cả nhà.
Hôm nay mình đi làm thì ông xã mình ở nhà làm món cá kho tộ, cá lòng tông kho tộ. Thì hôm trước anh đi mua đó, cá này là cá đông lạnh nhưng mà cũng ngon lắm. Chứ bên đây làm gì có cá tươi trời. Thì đó, mình ở nhà, cả nhà nó thấy rồi đó. Thì mình làm một cái nồi cá lòng tông kho tộ cho vợ mình về để mà thưởng thức. Hôm nay vợ mình đi làm thì mình được nghỉ ở nhà, thì mình làm việc lặt vặt ở nhà rồi xong rồi tiện gì nấu nướng. Thì mình thấy trong cái tủ lạnh thấy vợ mình có mua cái bịch cá lòng tông. Thì mình nghĩ rằng cái ý này làm món này cho nó dễ, ai cũng làm được. Đó, rồi thành ra bây giờ làm nấu cá kho tộ thì ăn cái rau luộc ngũ quả hả? Cái này cà rốt. Cái này bông gì? Bông cải. Rồi cái này là măng tây. Măng tây. Bầu. Rồi cái này là cái bắp. Mấy cái này thì mình không rành lắm. Đó, nhưng mà anyway, so mình ăn mấy cái này nó tốt cho sức khỏe cả nhà ơi. Bây giờ như dạ, mình cũng thường nói đó. Nó bụng quá. Ăn rau cải đi cho nó chắc ăn đi. Cho thời buổi này dịch tả rồi đó. Bị bệnh cúm hả? Bị bệnh cúm. Nên thôi. Mấy bà cắt của em á nói á, mày á phải uống nước nhiều vô. Không. Vậy thôi. Chứ bây giờ có nhiều người họ vẫn bịt khẩu trang nhưng mà họ vẫn bị bệnh. Nhưng mà bà nói, ủa ta thấy nhiều người bị bịt khẩu trang nhưng mà họ vẫn bị bệnh, họ không biết tại sao. Nhưng ra bệnh đâu biết bệnh gì đâu trời. Hai cái bệnh này nó không có thể mà phân biệt được đó. Cho nên thôi, ở nhà nấu nướng ăn cho nó tiện, rồi lợi. Vợ mình, mình đi làm về rồi có đồ ăn sẵn rồi, thành ra cũng đỡ mệt. Ngon quá nè, ngon. Vô còn ngon hơn em kho. Dạ. Yeah. Ngon. Ăn như là bắp. Kho theo kiểu miền Tây. Của anh này kho thì nó cũng anh người ngon. Tây mà. Nhưng mà vợ kho thì theo kiểu người. Ông xã mình người hai con. Của em xã mình có hai con. Con sóc với con trăng. Đây. Ngon thiệt, mình ăn mình cảm thấy ngon. Cái này nếu mà mình kho gục một tí á, thì mình ăn xương được. Nhưng mà cá lòng tông bên Mỹ nó bự lắm. Mình ăn cái thịt cá thấm. Ừ. Vậy đúng sao mà anh ướp trước. Ừ, vậy hả? Ướp nó trước khi mình làm. Giỏi vậy ta. Mình làm. Mình ra. Ngon không? Ăn được. Mình mới làm về đói bụng quá. Nhà về ăn luôn. Bây giờ mình thêm vào được rồi. Hôm nay ổng ở nhà, ổng nấu cơm. Thì đó. Nấu cơm, luộc rau, nấu canh, kho cá. Thì phải nhào vô bếp làm thôi. Chứ về đừng có... Ngon quá nè. Có đồ ăn để ăn chứ mệt lắm. Ngày em lên tiệm đâu ăn cơm đâu, ăn mấy cái đồ lặt vặt. Bận lắm hả? Bận. Công việc của bà xã mình bận lắm. Làm khách hàng không à. Thành ra nhiều khi đi làm về cái nhà nào mình nghỉ được thì mình nhào vô mình nấu nướng rồi chứ không thì về. Có người đem đồ ăn lên không ăn được, đem về về ăn tối gì không mà nó mọc. Nhưng mà biết đâu nhờ cái bệnh dịch này á, ăn rau cỏ không có dân nó trên tốt. chỗ em mới đi cất cổ mấy anh khách nó tao vô đó hả, sao nước đồ hết trơn không còn miếng nữa. Họ mua dự trữ á. Tự nhiên bây giờ bên Mỹ người ta cũng ủng nhau, người ta đi mua gạo nè, rồi mua giấy á, rồi mua nước uống á. Giống như là người ta tự cách ly ở nhà á, hạn chế đi ra đường. Đúng rồi, phải hạn chế. Có đi cá ngon quá. Đang có bụng nó ăn ngon dễ sợ luôn. Bây giờ là người ta tự cách ly tại nhà đó. Hồi lúc trước cái bên Mỹ cũng ít người bệnh lắm, mà bây giờ cũng bệnh nhiều đó. Hồi sáng ngày em coi trên news là nó nói là 100 cái cây rồi đó. Mà... đến 100 cái cây là bị bệnh rồi nha. Mà có 6 người hôm qua là nghe nói là bữa trước là nghe nói là có một người chết, mà bên đây là có 6 người chết rồi đó, bên Mỹ. Trời quá.
Mình tốt hết mình ở nhà đi. Nhưng mà cái bữa, ví dụ mà mấy bữa mà mấy người bị bệnh ấy, mà nói mua về có camera đó, bây giờ luật sư đấu tranh lại rồi, không có em về nữa, đỡ ghê. Đó mà về cũng mệt á. Nhưng mà thôi, giờ tốt hơn hết, mình ăn uống cẩn thận rồi thể dục thể thao rồi lâu hả? Uống nước nhiều vô cho nó tốt. Cái kho mà ăn canh chua rau muống là bát cháy. Nói bụng quá. Canh chua rau muống tôm. Canh chua rau muống tôm. Con cá kho tổ. Nhưng mà anh thích con cá kho tổ, con cá lồng tông ở Việt Nam hơn. Nó nhỏ nhỏ. Cái nhỏ nhỏ. Ờ. Nó ăn thì mình ăn ở luôn. Ở đây cũng có cá nhỏ mà có con. Bên đây có hai loại nha. Là cái lồng tông nhỏ là cái lồng tông. Còn con này nó bự cỡ như con cá kèo vậy đó. Cái thành ra ăn xương á. Cái này như là của Thái Lan. Cái Việt Nam. Nhưng mà thịt nó ngon. Nó tròn tròn, nó thịt nó ngon. Mà ăn nó mình nấu nó khuất luôn cái mùi. Mùi tanh. Chứ con này nó nhiều khi nó không nấu mà không cẩn thận tí thì nó có cái mùi cũng khó ăn. Nhưng mà mình biết không, mình ướp trước. Ướp nó trước đi. Mà cho 15 phút xong xuôi rồi mình hả làm. Em hỏi mấy bài cách, bà hỏi chứ. Mày có sợ bệnh không? Nếu tao sợ chứ. Nó hỏi mày sợ không? Mày nói không, tao không sợ đâu. Nhưng khi mày bị bệnh á, giống như là nhiều khi á, mày đi ra đường mày bị bệnh mày cũng đâu có biết, mình đâu có biết người nào bệnh nhưng mà mày né được rồi. Đúng không? Mà bây giờ mày đeo khẩu trang nó cũng đâu quớt đâu. Cái này ăn cũng ngon quá. Ngon rồi. Mình phải nhà mình có hai chồng à. Lấy này múc canh múc đồ ăn luôn. Ăn hết xong rồi, cái canh này ăn hết bỏ. Ngon rồi. Hành này nấu thì khác hơn tí hả? Ừ, mì con sao không? Không nhận được hả? Mì con ngon hơn em á. Dạ. Em hơi không ngon mà em. Em hơi cũng ngon nhưng mà con kiểu khác đi thôi. Con này mà nếu mà nó con cá mà bóng trứng á, mình kho cái kiểu này ngon lắm. Cá bóng trứng hả? Ừ. Đúng rồi. Nếu mà cá bóng trứng. Tự biết à, tự ra mình đam mê nấu nướng, phải có cái đam mê thì mình tự nhiên mình nấu, mình nảy ra cái ý kiến mình nấu nó dễ. Đâu bây giờ ở Việt Nam mình giờ quá trời luôn hả, chứ mấy người trên cộng đồng mạng đó. Nấu quá trời luôn rồi, đàn ông nấu không. Mà lựa mấy cái hơi xanh xanh chút cho nó chua chút, nó ngọt quá. Món này là món của vợ mình. Ê, lóc.
Chơi ngon mà đúng cả nhà. Mỗi lần tới mùa là ngày nào cũng có trong tủ lạnh. Nhưng mà mình mua giờ Mỹ thôi mà. Giờ Mỹ nó ngon hơn thì nhà.